Xin chào toàn thể anh em. Ở ngày hôm nay thì mình làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài, thì giúp anh em đi chơi bài bịp thì nhìn bài như trên bài ngửa. Thì trước mặt anh em là cái mẫu kính áp tròng 7D mình mới nhập là năm nay. Thì đây này, thì đây là cái kính Mỹ 7D. Đấy, anh em nhìn đây, trên cái vỏ hộp này Made in USA. Đấy, thì bên trong hộp này, thì bên trong hộp cái cấu tạo của nó thì bao gồm một cái gương để anh em đeo và một cái cây đeo kính. Đây là một cái cây đeo kính này. Đấy, giúp anh em đeo nó rất là dễ dàng này. Và bên trong đây, đây là cái chỗ đựng kính này. Thì khi anh em đeo kính áp tròng này á, thì anh em nhìn bài như chơi bài ngửa anh em nhá. Đấy, nhìn bài là như chơi bài ngửa. Thì đây là cái số điện thoại nhà tôi này. Đây này, anh em mua hàng anh em alo trực tiếp cái số điện thoại này nhá. 0984 80499 để tránh mua về hàng giả hàng nhái. Đấy, thì tôi sẽ lấy cái kính ra cho anh em xem nó mỏng như nào. Cái ưu điểm của cái kính Mỹ 7D này là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cuộn mắt này, và nhìn bài là siêu nét luôn. Đấy, đây tôi sẽ lấy ra cho anh em xem cái cấu tạo của nó này. Đấy, đây thì rất là mỏng, nó không như những cái kính đời trước. Đấy, thì khi anh em đeo á, đây anh em cho cái cây đeo này, đây là cái cây đeo. Thì anh em mua thì tôi sẽ cho anh em kèm theo cây đeo rồi. Đó, anh em để nhìn như thế này là anh em vành cái rộng như mắt, anh em ấn vào cái thì là nó sẽ tự ăn khớp vào luôn. Đó, rất là dễ đeo, ai cũng có thể đeo được. Đó, chỉ học đeo trong nửa phút là đeo ok thôi. Thế ưu điểm này là như tôi vừa nói này, đeo êm mắt này. Đó, không cuộn mắt, không đo mắt này, và nhìn bài là siêu nét luôn. Anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cái số điện thoại tôi nha, 0984 80 449 này. Thì cách thức chơi và cái cách nhìn bài nó như nào, thì để chơi được một cái bộ kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này, anh em sẽ cần những bộ bài. Thì bài của tôi thì có rất là nhiều mẫu bài, từ bài đô la này, bài nó 2019 này, bài đớp bầu ca 2001 này. Thì anh em vùng miền địa phương chơi bài gì là tôi cũng có, cái bài rồng đỏ, rồng vàng, cái bài cúc áo như này nữa, và một số anh em ở nước ngoài đi xuất khẩu lao động thì có cái chơi những bài nhựa là tôi cũng có. Đấy, thì có nhiều anh em thắc mắc này, cái kính này có nhìn được bài thường không? Tôi trả lời luôn là không thể nhìn được, kính là phải đi theo bài. Đấy, và có một số anh em nó cũng hỏi câu hỏi là cái nó màu hồng như này thì đeo vào mắt nhiều đối phương có nhìn thấy không. Tôi khẳng định luôn này, nếu đeo vào mắt mà người đối diện nhìn thấy, tôi cho anh em luôn 10 bộ kính luôn. Đấy, tôi khẳng định là không thể nhìn thấy, rất bảo mật và an toàn. Thì khi anh em mua hàng á, thì anh em sẽ được tặng một cây bài như này. Đấy, và kèm theo một cái kính. À, đây là đủ bộ. Đấy, giá thì anh em cứ alo cho tôi. Thì khi đeo kính thì nhìn bài nó như thế nào? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đeo cái kính thử vào để cho anh em biết là cái nhìn bài nó như nào. Còn anh em không chơi thì em cất cái kính vào trong cái lọ bảo quản này, là anh em có thể chơi được 3 đến 4 năm anh em nha. Tôi sẽ bảo hành cho anh em 1 năm. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái bộ bài ra này. Thì đây là một cái bộ bài như bài bình thường. Tôi sẽ bỏ cái này đi. Tôi sẽ bóc cái này. Chỉ có đeo kính thì anh em mới nhìn thấy bài thôi. Đấy, còn người thường mắt thường là không thể nhìn thấy gì luôn. Đây, tôi sẽ thử cho anh em này. Đây, đây là một bộ bài nhá. Đây là một bài bình thường này anh em này. Đấy, để chia ra đây thì nó sẽ rất là bình thường, không thể nhìn thấy gì luôn này. Đấy, đây, tôi sẽ chia cho anh em xem nhá. Đây, thì bây giờ tôi sẽ dùng cái kính thử này. Tôi sẽ đeo vào cái mắt camera. Thì đây là kính thử. Khi anh em đeo, tôi sẽ đeo vào cái mắt camera thì nó không thể bằng anh em đeo kính được. Đấy, không nét bằng nhưng mà chắc chắn nó sẽ nhìn rõ luôn. Đây, tôi sẽ đeo vào này. Đấy, anh em nhìn không? Rất là rõ nét luôn này. Chẳng hạn như đây tôi có thể nhìn thấy con này con 10. Đây, tôi vừa cho anh em xem. Đấy, con 10 là hình dấu cộng anh em nhá. Đấy. Móc chìa khóa là con 9. Đây. Anh em nhìn chưa? Đây. Đây con 8 anh em này. Đây, tôi sẽ cho anh em xem này. Đấy. Sáng đét luôn. Cái này anh em có thể nhìn thấy cả chất luôn á. Đấy, anh em biết con gì đây? Con này con 9, à, con này con 6 anh em này. Đấy. Thì cái này các anh em có thể nhìn thấy cả chất. Đấy, chất con bài là anh em cũng có thể nhìn thấy được. Thì đây tôi sẽ cho anh em nhìn thấy chất luôn nhá. Đây tôi sẽ lấy tôi sẽ cho anh em biết phân biệt chất như nào này. Đấy, con rô này. Bít này. Cơ này. À, tép này, đây là bít này. À, đây là cái bốn cái chất.
anh em chơi bài anh em phải nhìn cả chất luôn. Tôi sẽ dơ lên cho anh em xem này. Đầu tiên là con cơ đi. Đây, con cơ nó đánh dấu bên này anh em nhá, nhìn đây, anh em nhìn đây. Đấy. Con rô này chắc là bên đối diện luôn nó này. Đây, con rô này. Đấy, con tép thì là hình ở giữa. Đây anh em nhìn thấy không? Còn con bit thì là không có gì luôn. Đấy, anh em nhìn rất lét luôn. Đấy. Đây là tôi còn chưa áp vào cái kính nó chuẩn chỉ vào. Anh em nhìn thấy không? Chơi bài mà như chơi bài người anh thắng chiến thắng 100% luôn. Với cái kính áp tròng này anh em phải áp dụng cho tất cả cái môn bài ở Việt Nam. Đấy, từ Bắc chí Nam môn gì cũng là chơi được, bởi vì mình nhìn cho bài ngửa đi. Chiến thắng 100% rồi. Đó. Anh em mua hàng anh em mà alo cho tôi cái số này. Sản phẩm này bảo hành 1 năm. Thì bên tôi có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong lĩnh vực phân phối cái dụng cụ cờ bịp rồi. Uy tín thị trường cả nước luôn. Đấy thì để tri ân khách hàng thì anh em cứ alo cho tôi. Những anh em đã mua hàng nhiều của tôi rồi thì trong cái dịp tháng này tôi sẽ gọi là tặng quà cho anh em. Đấy thì bây giờ video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái máy đánh bài bịp. Đó. Xin chào tất cả các anh em, thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy. Và CVK 680S, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên nền một chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc có chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã đặt cái báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt là báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 đây. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây.
Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nha. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây môn bài cào này, bài đặt ngang dọc quan trọng. Đấy. Máy báo 2, 4 người chơi môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này, những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn. Kép cho các bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam gọi binh sáu lá. Đây. Đặt cả báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá này nào, trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy. Để tôi sẽ cho các bạn xem này, để bài 1 2 3 máy báo 3 này. Đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 95. Đấy, chia là xếp này là 95. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi, tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Đây, tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 đây. Là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Ba, mày vào ba bốn người chơi. Đấy, các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn